Ông bơi như cá vậy. Dạ sau 5 ngày. Nghe chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ à, không biết bơi hoàn trước toàn. Trước chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Vậy à? Thầy em qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em vậy. Dạy được, em dạy được. Chị... Em cũng không quan tâm kiếp đâu. Đẹp quá, hút hồn em nhìn thôi. Tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Wow. Say mới anh, từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Ba mẹ vợ em ra. Tiếp nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay chủ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá. Lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Tiếp theo. Gặp lại bạn cũ. Nha. Ồ nhanh lắm. Thân thủ người ta rất nhanh nghe chị. À. Chào em. Chào chị. Chào cưng. Em chào chị. Em mới gặp đó chị. Mới gặp hai người họ gõ cửa thăm nhà, ăn cơm luôn. Nhưng mà lúc đó người ta chưa có được như vậy. Gõ cửa thăm nhà xong là cưới nhau luôn đó chị. Ồ vậy đó hả cưng? Ồ, trời ơi chúc mừng. Vậy là mới đây hả? Dạ mới đây thôi chị. À. Và bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hồng Lợi. Em đến đây với vợ em là nhà thiết kế Phan Tường Nghĩa. Xin chào hai anh chị. Trời ơi, Lợi là vận động viên bơi lội đúng không? Kinh ngư đó chị. Lợi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Dạ tới em. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Tường Nghĩa, hiện là nhà thiết kế. Em 27 tuổi. 27 tuổi. Lần đầu tiên Lợi và Tường Nghĩa là lần đầu tiên hai bạn lại gặp nhau trong một cái dịp nào? Và ấn tượng gì về nhau? Cái này em để cho vợ em nói trước về gặp nhau đi ha. Hai vợ chồng em gặp nhau vào tháng 9 năm 2018. Lần đầu tiên tại một cái triển lãm áo dài thì em với vai trò là nhà thiết kế. Còn chồng em là ngày hôm đó là được mời làm người mẫu. Dạ. Có nghĩa là hôm đó là bạn mặc đồ của em thiết kế đúng không? Của một nghệ sĩ khác thiết kế. À, dạ. À vậy hả? Là em ấn tượng liền với chồng em luôn. Dạ ấn tượng thôi chứ lúc đó chưa có. Chưa có gì hết. Nhưng mà ấn tượng đó là giống như là ngưỡng mộ này cái nọ. Dạ, đúng không? Lúc đó thì Lợi thì sao ạ? Buổi triển lãm là buổi chiều. Rồi là buổi sáng em đến trước. Em rảnh mà. Em ngồi trong hội trường thì em nhìn ra cửa thì em thấy vợ em từ xa. Bước vô em nhìn thấy wow, bé này đẹp quá ta. Thấy nó sẽ đẹp anh là thấy đẹp rồi. Cái xong em suy nghĩ là chắc không biết là đi theo ai phụ hay là như thế nào đó. Em cũng không quan tâm kiếp đâu. Đẹp quá, hút hồn em nhìn thôi. Tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Wow. Say mới anh, từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Rồi bắt đầu cái chiều tối bắt đầu cái em mặc áo dài và em mang chân giả. Thì em cũng đi diễn như mọi người nhưng mà cái của em nó khó khăn hơn tại mang chân giả mà đi chung thì cũng có mấy anh hỗ trợ kè em. Sau đó bắt đầu bữa trình diễn thì em ngồi em xem những cái bộ sưu tập, ban tổ chức ra giới thiệu từng nhà thiết kế, cái sau cái mà giới thiệu tên vợ em là nhà thiết lại kế. Lại tiêu nữa. Phan Nghĩa cái nhìn wow, nhà thiết kế ta. Bắt đầu em đi hai nữa, tiêu nữa. Không, em tiêu qua sản phẩm. Em tiêu qua những cái sản phẩm của vợ em làm nhìn. Thì ra là những cái bộ áo dài là của cô ấy làm. Thật sự thì em nhìn là em mê người rồi. Bây giờ em nhìn sản phẩm mê sản phẩm nữa. Đó. Tại vì em là xuất thân là học trò của thầy Lê Sĩ Hoàng, em vẽ trên áo dài. Cái xong kinh nghiệm đúng cái nhịp mình nhìn sản phẩm, mình nhìn người mẫu, mình nhìn nhà thiết kế đi. Trời ơi sao người đẹp mà làm sản phẩm đẹp quá. Tất cả bằng thủ công hết. May thêu vẽ kết cườm tất cả bằng thủ công hết. Là bắt đầu từ đó em si mê rồi đó. Người đẹp mà còn tài giỏi nữa. Nhưng mà em có biết là bạn này bạn bị cú sét với em không? Em không có nghĩ gì hết. Đến bao giờ thì em mới biết? Thật ra là lúc mà set up trước khi mà vào chương trình đó là em đã thấy chồng em rồi. Nhưng mà lúc đó là ngồi trước một cái bàn mà cái bàn đó là phủ hết, không có thấy cái chân. Em chỉ thấy là anh này cực kỳ đẹp trai thôi. Đó, nghĩa là ông ngồi là nhìn thấy cái người ông tự lên rồi. Mà cái mặt ông đẹp trai chứ bộ. Lúc đó là em không đeo kính em ngồi vậy nè. Cứ ngồi nhìn đó, em cứ lia em cứ tia thôi. Mà đúng vợ mình mới đẹp mới tia nha. Mà cái mặt ông rất là tây. Cái lúc mà Lợi lên biểu diễn đó, mà áo dài đó, lúc đó là Lợi mang chân giả. Chân giả thì em cũng không biết là Lợi là mang chân giả đúng không? Em biết, tại vì cái lúc rồi. mà anh ngồi trên bàn khoảng 10-15 phút sau là anh bước xuống, anh chụp hình. Thì lúc đó em lại ấn tượng bởi cái sự tự tin của chồng em. Cực kỳ tự tin luôn mà đẹp trai, tạo dáng đồ, nhìn rất là có sức hút. Và lúc đó em đã biết chồng em là vận động viên mà gọi là kình ngư chưa? Là em thứ dữ chưa? Chưa biết. Em chưa biết luôn. Như vậy thì sau khi em biết được là ảnh lại có cái tài đó nữa thì sao? Ngay cái lúc đó thì em chỉ cảm thấy là quý mến cái người đàn ông này thôi. Tại vì quá là tài giỏi, rất là lạc quan và nghị lực. Chứ em cũng không nghĩ là sau này là chồng của em đâu. Lời có chủ động đến để mà xin số điện thoại để mà làm quen không? Dạ không anh. Lần đầu tiên khi gặp nhau rồi, bữa đó về em cũng nghĩ là
chắc gặp nhau buổi sự kiện đó rồi thôi. Về bắt đầu cái chụp hình Facebook á anh, thì mình thấy chụp hình chung á thì có bạn bè chung, mình thấy cô này bữa nè, cái xong mình vô Facebook mình coi thôi, bạn bè em cũng úp hình lên rồi sau đó bắt đầu thấy em cũng úp hình thì thấy cô ấy like hình em, rồi xong cái hai đứa like qua like lại. Nhưng mà chị rất là muốn biết cái cảm xúc của em á, là khi mà em biết bạn này là kình ngư á, trời ơi, tự nhiên chị ngưỡng mộ chứ sao. Chị không nghĩ sao mà lại có thể bơi đúng không? Thực sự luôn á. Nếu mà nói về cái cảm xúc mà gọi là mãnh liệt mà sau khi mà biết chồng em là một vận động viên mà nổi tiếng như vậy trong cái lĩnh vực bơi lội của khuyết tật, em phải kể đến là khi mà em đi tập cùng anh. Có nghĩa là khi mà xuống hồ thì chồng em y như một con cá vậy. Một rái ca. Có nghĩa là ảnh xuống nước ảnh giống như được về với cái đúng là cá về với nước, cá về với cá luôn. Em là không biết bơi, chị em không biết vậy. Bơi bởi vì chị rất ngưỡng mộ là vậy đó. Bây giờ nè, chị không biết bơi em ơi nè, rồi tới giờ phút này dần em chị xin... chết đuối gần coi là mém chết đuối ba lần rồi, cho nên giờ chị nhìn thấy nước nha, chị nói là một ngày chị chỉ tắm một lần thôi, không bao giờ tắm hai lần nha. Thế không xuống hồ bơi luôn đúng không? Hả, mồ hôi là không bao giờ xuống rồi. Bây giờ nghe nè, nghe câu chuyện về ngắn gọn thôi về bạn Hồng Lợi nè. Ừ. 5 ngày là biết bơi. Trời ơi. Đúng không Lợi? Dạ đúng rồi. 5 ngày thôi là đã bơi như cá luôn. Và thậm chí là ông thầy, ổng có như ổng bất ngờ. Thầy em nhận. Thì sợ là thầy không nhận thôi. Ừ. Tại vì một cái cơ thể như này có người ta thì bơi rồi. Gì bơi. Sau 5 ngày là ổng bơi như cá vậy. Dạ sau 5 ngày. Nghe chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ không biết bơi hoàn trước toàn. Trước rồi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Thầy qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em dạy được, em dạy được. Chồng em là có dạy cho Hoa hậu Khánh Vân luôn. Quay trở lại với cái chuyện sau khi các bạn biết nhau trên Facebook rồi âm thầm lén lút like qua like lại rồi, chắc chắn là ông Lợi này phải dùng chiêu gì đó mới cua bạn này đúng không? Thả thính anh. Một ngày đẹp trời là cuối tuần em đi coi phim, đi coi phim với bạn em. Em vào rạp phim mà em coi lộn ngày. Để giờ đi vô đi về mất thời gian nữa. Ngồi quán cà phê ngay đó luôn, suy nghĩ. Không móc mở Facebook ra coi cái tấm hình nào mà mình ạt á anh, up lên em đăng một status là trai đẹp bị lãng quên. Cuối tuần ai cũng đi chơi bù bịch thích chơi mình đăng vậy thôi. Khi mà em vừa đăng lên thì vợ em like đầu luôn, like hình đầu tiên á, chà cái xong mình vui anh tim wow vui nhưng mà đâu dám biết nói gì, từ đi chứ mình thấy người ta like lỡ người ta vui thôi thì mình nhảy vô mình làm tấp thì người ta ngại sao. Em mới vô Facebook vậy em like lại, bắt đầu hai đứa mới trò chuyện với nhau, mới hẹn nhau đi uống cà phê. Đến khi nào uống cà phê mấy lần thì em mới tỏ tình hả Lợi? Hai đứa em, hai vợ chồng em mà đều không tỏ tình, tất cả đều là tự nhiên như hơi thở rồi đó. Cái là nghiễm nhiên là biết là mình thích nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên đặc biệt lắm, để em kể cho. Chồng em hẹn với em là đi uống cà phê, em á là ở tận Bình Triệu. Mà do em nghĩ là chồng em như vậy nên là em kêu thôi được rồi anh chọn cái quán cà phê nào mà ở gần chỗ anh á, em sẽ chạy tới. Em từ Bình Triệu đi về quận Nhất, tất cả các đèn em đi qua đều bật xanh hết. Thì em nhớ gần 10 cây số luôn á. Em lo mất cúp sửa soạn, em thấy trễ giờ rồi em mới nhắn cho anh cái tin là anh ơi em sorry anh nha, em sẽ tới trễ 15 phút. Cái anh kêu ok em. Coi như là bật đèn xanh. Từ nhà thờ Fatima anh mà đến Tôn Thất Tùng Lê Thị Riêng, đâu có gần đâu anh. Đèn đỏ quá trời luôn mà đi đèn xanh không là em thấy là có cơ hội nhiều rồi đó. Thấy là tươi rồi đó. Có trễ không cưng? Dạ không. Tới nơi cái ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Giống như là quen biết từ trước rồi chị. Mặc dù lần đầu tiên nói chuyện nhau. Nhưng mà phải có một cái mốc gì đó, hoặc có một cái dấu ấn gì đó để gọi là coi như hợp thức, có nghĩa là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Không luôn, cứ uống cà phê gặp nhau đi chơi, rồi rảnh rỗi là vụ nhau trong công việc, chia sẻ nhau. Cái lúc nào nắm tay? Nắm tay hả? Anh mới khó. Buổi hẹn thứ hai hay sao? Như là anh thì không nhớ, nhưng mà nắm tay thì vợ em nắm tay em trước, tại nắm tay này là dễ thương anh. Nhỏ nhỏ bé xinh dễ thương. Có nghĩa là nắm tay nhỏ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi khi nào thì Lợi mới bắt đầu nắm tay rồi hôn nhẹ lên má cô em? Chắc là một cái buổi cà phê cuối tuần nào đó, đại loại không nhớ. Tại vợ em đẹp em hôn hoài em cũng không nhớ nữa. Đó, cái hôn đầu tiên á, phải nhớ hôn đầu tiên hả? Hôn đầu tiên là ở đâu ta? Đi uống cà phê ăn cơm sườn đó. Đi uống cà phê ăn cơm sườn ở Bình Thạnh. Nước mắm không đó mà hung luôn vậy đó. Thơm anh. Như vậy là cái hôm mà em quay cái chương trình mà gõ cửa thăm nhà đó là hai bạn là coi như là có báo tin cho em biết là sẽ cưới nhau. Lúc đó là đính hôn chưa? Tụi em một là tháng sau đăng ký kết hôn tháng 6. Đính hôn là cuối tháng 7. Rồi tháng mấy thì cưới? Ngày 10 tháng 10 vừa rồi là vợ chồng em cưới. Vậy hả? Vợ chồng quá son luôn. Không đi được nè. Hai đứa lúc mà mới đến với nhau á, có gì khó khăn không? Có trở ngại, có cản trở gì không? Hả này để cho vợ em nói đi. Cái gì mà đi trái với quy luật á thì
thì người ta thường sẽ để ý nhiều hơn. Hiển nhiên em cũng có nghe rất là nhiều những cái lời không hay, hay là những cái lời góp ý cũng từ những cái người bạn bè, người thân. Nhưng mà một cái điều rất là may mắn là gia đình em á, thì đón nhận anh Lợi và yêu thương anh Lợi giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Cái đó là cái quan trọng nhất là em đã có rồi, quá là may mắn luôn. Anh rất muốn biết cái lần đầu tiên mà em về nhà vợ đó, về ra mắt bên vợ đó, thì bên gia đình như thế nào? À, lần đầu tiên thì em về nhà vợ em đó thì em cũng rất là vui. Vui là được mà Tết, mà dịp Tết mà vợ mình dắt mình về chơi, đó là chỉ là chưa có lấy nhau gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Cũng hồi hộp lắm anh, tại vì mình là một chàng trai đặc biệt như thế này mà mình về nhà bạn gái mình dịp Tết nữa. Mình thì mình có thể chịu được những cái lời nói hay là như thế nào đó, nhưng mà không biết là có tiện cho gia đình họ hay không. Vợ em cũng động viên, anh cứ về đi, mấy anh chị ở trong nhà anh cũng gặp hết rồi, thì bây giờ chỉ có ba mẹ em thôi. Thì lúc đó em về, trên đường em về thì em suy nghĩ rất là nhiều, rất là hồi hộp. Từ đó em chưa bao giờ hồi hộp. Em cũng gần tới nhà ra mới bình tĩnh. Khi mà chiếc xe vừa chạy tới nhà rồi đó, thì là vợ em ra, với lại ba mẹ vợ em ra đó, thì em cảm nhận rất là hạnh phúc anh. Phải dùng từ là hạnh phúc luôn. Thực sự thì cảm giác như là một cái gia đình của mình, mà giống như em là một người xa quê về vậy đó. Ở xa trở về. Dạ đúng, trở về đó. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay phụ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá, lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Rồi cưới nhau vui không? Mới đây mới bắt đầu vui. Về nhau vui không? Thấy nó có tại khác vì, gì lúc yêu không? Vì... Bây giờ là lại với nghĩa là ở bên bên nhà má ba hay là? Dạ đúng rồi, bên ở nhà má ba. Mà hôm anh ghé thăm. Anh ghé đó. Nhà đó là nhà đó. Đúng rồi. Là nhà má ba là bên chồng hay bên vợ? Bên, dạ bên chồng. Bên chồng. À có nghĩa là, ủa sao lại gọi là má ba? Tại vì má em ở trong nhà là người thứ, má nuôi em là làng thứ ba. Trước má em là có một bác nữa, rồi tới má em. Đó má, cái là má ba là má nuôi của má. Dạ, má nuôi, má nuôi. À, má ruột em là Út. Ủa vậy là hai đứa ở nhà má ba chứ không ở nhà má? Dạ Út. không. Dạ không. Ủa vậy chứ má Út ở đâu? Dạ má Út cũng gần đó thôi, nhưng mà lại ở nhà má ba. Dạ đúng. Để rồi má ba nuôi em từ nhỏ nuôi... À, câu bạn hay lắm chị ơi, ly kỳ lắm chị. Muốn biết mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân hãy đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Gõ vào kinh hôm nay tôi về. Tôi sẽ gõ ngay và liền luôn. Hay lắm. Rồi má ba cưng đứa nào hơn? Trước đó thì cưng em, mà giờ em đem vợ em về nữa. Dạ thằng con vợ. Bây giờ là cưng hai đứa luôn. Em là quá là gọi là may mắn luôn á. Vợ vừa đẹp nè. Giỏi. Vừa giỏi nè, gia đình vợ lại yêu thương em như vậy, rồi lại có bà má ba, quá đáng yêu. Hay coi lắm. Như bây giờ là ôi. Nhưng mà nó nghe nè, chắc để mà rủ được bạn ấy về nhà đó, em cũng rủ bạn ấy nhiều lần rồi. Lúc mới quen chồng em được khoảng 4-5 tháng là lúc đó tới Tết thì em rủ, nhưng mà lúc đó ảnh, em nghĩ là ảnh có nhiều cái lý do để mà anh không về. Đúng rồi, còn lo lắng, còn suy nghĩ cũng ngại chứ em ha. Rồi. Nãy bạn có tâm sự đó là chưa bao giờ mà bạn bị đắn đo đến cái mức như vậy ở cái lần mà về quê đầu tiên. Nói nghe nè, mê chồng lắm hả? Mê chồng lắm ạ. Mê không? Bây giờ mà em vẫn còn si mê ảnh. Nghĩa là cưới rồi mà vẫn cứ như là đang hẹn hò. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi cưới về rồi đó nghe, cái cuộc sống của hai vợ chồng mới đây thôi thì nó có khác gì so với cuộc sống trước đây không? Tụi em thì nếu mà từ lúc đăng ký giấy tới giờ là đã nửa năm rồi, nhưng mà mới chính thức là về chung một nhà đây thôi. Sau khi mà làm đám cưới á, thì em cảm thấy là mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc của mình nó lớn hơn. Đúng tại rồi. Vì được tất cả được gia nhận. Đình hai bên và bạn bè, người thân công nhận và chứng kiến những cái giây phút mà long trọng nhất của cuộc đời ấy. Và em thấy yêu thương chồng em nhiều hơn. Vậy là cái cặp này chắc không có cái phần thứ nhì quá. Không có tật xấu cái hay phần sao? Mà tật xấu đó chắc không có cái để kể quá. Đang nói mà không, tôi không tin trên đời này là con người sinh ra là không có tật xấu. Giờ anh hỏi Nghĩa trước đi. Giờ bạn Lợi này nè, cưới về rồi bạn có lòi cái tật xấu gì ra? Em nói chắc không ai tin đâu. Anh tin, anh với chị Vân tin. Anh thật ra thì những cái tật xấu của anh á, em chấp nhận ngay từ đầu. Tại vì ngay khiếm khuyết như vậy em còn chấp nhận được mà những cái tật xấu là cái gì hết á. Mà phải kể, có chút chứ.
Cái hồi mà lúc em mới quen á thì anh siêng chơi game hơn, mê chơi game hơn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều rồi. Rồi coi như tự xấu tự hết luôn, bây giờ không gì đâu nói. Không, nhưng mà có một cái xấu nè. Chồng em á hơi nóng tính, em cũng đã khuyên nhủ rất là nhiều lần rồi. Cố gắng khi mà mình bất cứ trong một cái sự việc nào đó cũng phải bình tĩnh, chứ đừng có nóng vội. Cái điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Vậy thôi vậy. Mà từ bữa giờ là cưới nhau về rồi, ổng có nóng tính với em không? Nóng tính với người ngoài chứ chưa bao giờ mà khó chịu gì với em hết. Còn em, Lợi, bên này có tật xấu gì không? Dạ thì giờ em cũng có tật xấu là lâu lâu hay nặng mụn sản. Nặng mụn bả? Không, nặng em. Sản mặt này, cái da này thì đó, có mụn đâu. Nhưng mà giờ em thích, đang ngồi cái đau. Từ từ đi, để anh nói chuẩn bị rồi em hãy nặng nha không? Vậy đó từ từ, mà duyên dạ, nặng mụn vậy hả? Em không biết, chắc là cái bệnh từ từ hết rồi. Đó là vậy thôi bạn. Đó, còn không có cái, một cái xấu gì nữa. Dạ không, thật sự trời thì ơi, cái cặp này thiệt á, làm vậy cái phần chi mắt thiệt á. Lễ cái phần mắt chương trình tôi hết trơn hết trọi rồi. Rồi bây giờ là chắc có mong muốn thay đổi gì không? Dạ thật sự nữa, thì có xấu gì đâu. Mong muốn bớt nặng mụn lên. Không, cũng có những cái mong muốn đó chị. Đâu, em mong đi. Muốn gì nè? Những cái gì mà ảnh chưa hoàn thiện được thì bây giờ ảnh cũng đã hoàn thiện hơn rất là nhiều rồi. Em cũng chỉ hy vọng là thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn một chút. Bản thân em không phải là người lãng mạn. Nếu mà chồng em á mà mua một cái bó hoa mà 99 bông mà cầm tới là em không vui đâu. Đối với em chỉ cần một bông hồng thôi. Hoặc là chỉ cần biết vợ thích cái đó, không cần bất cứ một ngày lễ nào hết á, để dành tiền dẫn vợ đi mua là đối với em như vậy là tuyệt vời. Trời ơi, chị còn đơn giản hơn em luôn. Chị chỉ cần chồng chị tặng chị trái ổi thôi là chị vui. Anh Tuấn rồi đúng không? Chị thích ăn ổi đó, em biết không? Nói vậy đó. Ông Tuấn Anh không đi đâu cũng mua ổi. Hai vợ chồng Nhân Đan cũng muốn hỏi luôn là có những cái dự tính gì trong tương lai hay không? Kế hoạch gần thì hy vọng là sang năm tụi em sẽ có baby. À là mong baby đúng không? Yeah. Trời, đúng nghề của anh đúng Biên. Ổ đúng ổ luôn. Sẵn đây bỏ qua cái phần mong muốn thay đổi đi. Có xe có khuyên bảo gì không? Không. Trời ơi, cái cặp này là vô luôn quá đúng hoàn thiện. Rồi. Em chúc liền cho rồi. Chị. Anh cũng chúc cho hai vợ chồng em nha, sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Đã yêu thương rồi thì sẽ yêu thương nhiều hơn nữa nha. Qua năm sau công việc hai vợ chồng kết hợp với nhau sẽ thuận lợi. Và đặc biệt tháng 3 năm sau bác sĩ báo tin vui, cuối năm sau hai em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai em. Trời ơi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có là báo liền nha. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà hột xoàn nó cấn cái vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi. Em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên với ổng là mình chỉ cảm thấy ghét. Sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ. Vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng chứ không hốt vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian nó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu khoảng là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Con nít là cứ đồ ăn vậy là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thuật là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sao bị cua?
sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi, dạ, thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi! Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót, là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ổng thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang, dạ, ở ngoài rồi ở làm sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi chỗ này là thiệt. Ủa tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang á anh ơi, lúc đó em không có tiền, vận động tài trợ hết luôn được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua hai vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền nhưng còn có đường về nhà. Đúng rồi, tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì thôi, cái đó không sao đâu. Bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn á. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, và một phòng thì mấy giường? Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Vô phòng xảy ra hay không? Ờ, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau khi đó về là em mới bắt đầu em... Hai người, hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi, mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Dạ. Phải đúng. Nói là em mới bắt đầu, em bắt đầu yêu, yêu ông. Dạ đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Lúc đó em sợ là em giữ không được. Đúng, đúng không? Vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời, sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ mà, nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè, là em nói anh ơi em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Đúng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà. Như đi ăn trộm. Rồi dạ. Sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á. Nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt của bà, không biết thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam có nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, ừ chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Cái ông đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn ly dị thì tự đi một mình đi. Lúc em mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau. Để không còn biến cưới á. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi. Mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia,
Thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, mà cái sự việc là dạ, có bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới rồi khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi mà đám cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Ờ, em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm, nhiều rồi lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ dạ, rồi. Bây giờ mà giấy mà em viết thì là cầm viết không hết. Dạ hả? Thôi giờ mình lấy một cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì đây là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, rồi nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời dạ. Vui, vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước, mà nhậu là lý hồi do trước gì? Khi mà yêu à, em á, là bao vậy? Nhiêu là bây giờ là... Nó thay đổi hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, mút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà ông luôn rồi. Ông nhát gan lắm, em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi, ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú ơi chú hơn Diệu, nó đâm con này kia. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em quay chuyển chỗ đi luôn á, rất là nóng tính. Khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó, mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi chổi em một cái em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới. Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước khi cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là giận nhây á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Vậy đó, nói em đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em cái thì rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước đi. Còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cộm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Nhờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt đó. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng gì á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh.
Rồi lúc đó là em nghe lời suối của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. À, xin chào hai em. Dạ, đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Hả? Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay cưới hỏi hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi rồi, gọi là để phổ biến những cái tục lệ đúng không, những lưu truyền lại. Dạ. Của từ ông bà lại. Dạ, dạ. Còn em? Dạ, em xin chào mọi người, xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em, cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Yeah. Là nói chung là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh muốn uống hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái? Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới, một cái là đùng, một cái là cưới thôi, chứ không có yêu đương. À, rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó xa quá, với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh suối anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời suối của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì á, trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở, mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, xuống nhà em anh ngủ đi, chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống, cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Còn hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Đó là em giận lắm. Không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Thì em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương thôi, cưới đại đi. Người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới khoảng tầm 1.5 tháng. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định là mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu.
cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ, anh hứa là đúng. Lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Khi mà phát hiện dạ ra không? Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Thế là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. Xong rồi em giục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mạch luôn là ổng biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi là lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là một tháng mấy hai tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Là bạn là đó, có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi lúc đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không, không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khóc. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn, là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha. Yêu 5, 6 năm yêu thì yêu. Đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy mà. Hai bạn á, là xuất phát từ tình bạn, cũng không yêu thương. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Dạng như kiểu là bây giờ cái số tiền nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn. Em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy, em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng, em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng không trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy á. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Bây giờ là được một năm bốn tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ vậy, về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật anh là điện thoại của anh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho anh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho anh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là anh với ba cãi nhau. Anh buồn lắm. Ra dắt cái xe mở xe đổ xong ông đừng ông khóc ngon lành giống nít vậy á. Em mới thấy không tội quá. Em nghĩ là em làm cái gì đó cho anh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết. Em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật. Em cắm nến lên.
Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng ảnh, em kêu là anh trời ơi, phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ, nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn à? Không phải, ảnh dậy nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á, nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Anh không cần biết em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ, em để im như vậy luôn. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Em kêu wow hôm nay có bầu rồi hả? Em có một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với là uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không dạ. Chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chính vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều. La nhiều là bị nghiệp báo, anh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn. Mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi à. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ em khui thì mới phát hiện ra thêm dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, à, đúng à. Rồi bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn chính thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh. Là ví dụ như anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà. Đó vậy mà kiểu... nghe lời gì bảo. Ý là lúc mà cãi nhau, à, lúc cãi nhau sai cái đó là còn con nít đó. Hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó đúng không nè. Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự. Cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau. Và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi. Mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau. Đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau. Đó, ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện. Nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Ủa hôm qua anh kia anh gọi điện thoại cho mình từ 11 giờ sáng, đêm đến 2-3 giờ sáng. Cái xong cái hôm sau nữa là nghe em Huệ nói hôm qua anh Dũng anh cũng gọi cho mình nói chuyện từ cũng 11 giờ đêm đến 2 giờ mấy sáng. Trời ơi. Đến khi gặp á thì trời ơi 53 ký nè. Trời ơi ốm ơi là ốm, nói sao mà xấu dữ gì nè. Mới đi làm. Thực ra em nhìn thấy tờ đơn em ấy cũng chạnh lòng ấy mà. Quay lại chuyện có gì đâu mà tự nhiên để cái đơn đi ta. Em không ký được khoảng 3-4 ngày nữa. Thế bắt đầu em làm lành. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn rất là căng thẳng đúng không nào? Đang căng thẳng. Có căng thẳng không? Không. Có không? Dạ không ạ. Chắc chắn không? Rồi bây giờ tên gì? Em là Dương Thế Dũng ạ. À, năm nay em 33 tuổi. Nam em làm nhân viên khai thác vận tải biển. Dạ em tên Nguyễn Phương Yến. Năm nay em 33 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Ủa, xin lỗi Dũng quê ở đâu? Em quê Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Ồ, còn em quê Bến Tre ạ. À, một người Hải Phòng, một người Bến Tre, hai nơi rất gần nhau. Chà,
Làm sao mà gặp nhau được? Dạ thì lúc trước á, là hai công ty á, là đối tác với nhau. Ngày đó thì anh này á, thì ảnh hay gọi điện thoại cho mấy em làm cùng công ty em. Cái này cái vô cái nghe cô này nói: ủa hôm qua anh kia anh gọi điện thoại cho mình từ 11 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng. Cái xong cái hôm sau nữa là nghe em Huệ nói: hôm qua anh Dũng anh cũng gọi cho mình nói chuyện từ cũng 11 giờ đêm đến 2 giờ mấy sáng. Trời ơi, sao mà gọi được? Đấy là em gọi để bàn công việc thôi, tạo quan hệ thân mật làm ăn thôi mà. Mất sức dữ, cứ điện thoại từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Ông não mất tiêu. Cuối cùng là tán tỉnh tìm hiểu mấy cô kia mà dính cô này. Em thấy tính lằng nhằng lắm, cũng 246 hay 357 gì đây nè. Hồi mình cũng không có để ý làm gì hết á. Cái sau này tự nhiên sao thấy gọi điện thoại cho mình liên tục luôn. Đó mình lại đánh dấu hỏi, mình nói không biết cái anh này anh có ý gì đây ta. Thì em gọi điện thì thấy Yến thì nói chuyện cũng hiểu biết với cả đồng cảm được trong cuộc sống. Thì em mới xoay sang thì cũng nói chuyện với Yến nhiều hơn. Cảm tình nhau. Bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Chắc khoảng cỡ 3-4 tháng sau ạ. Lúc đó em cũng đang thất tình, cũng đang buồn. Thì mình mới nghĩ là nếu mà mình xác định mình quen anh này á, thì mình phải tìm hiểu coi anh này còn có tính lăng nhăng hay không. Thì em mới nhờ cô bạn thân á, em mới nói: ê, mày xác định giùm tao coi cái anh đó có đàng hoàng không, hay anh vẫn còn lăng nhăng giống như lần mấy năm trước, mấy tháng trước. Tức là em dùng phép thử. Dạ. Em nhờ bạn em thử lòng dạ. anh này giùm. Con dao hai lưỡi nghe, 50-50 đó. Rồi cuối cùng sao? Dạ thì cô bạn thân đó cũng nhắn tin rồi cũng lả lơi: anh ơi, đồ chiều nay anh ở đâu, anh đi ăn ở đâu, rồi khi nào anh vào Sài Gòn, đồ em ở quận 1 được. Vẽ ra một viễn cảnh rất là đẹp luôn. Rồi sao? Cái anh này anh dính câu. Nhắn tin rồi đến thì em cũng trả lời bình thường thôi. Ai dè đâu thì bữa đó em đi nhậu với lại sếp buổi chiều, vừa ngồi xuống thì Yến mới điện khóc. Em nghe tiếng khóc thì em bảo tại sao em khóc, thì bảo là anh có nhớ số điện thoại mà hay nhắn tin cho anh hồi từ hôm bữa giờ không, và đấy là bạn của em. Em mới giật mình ra. Sau đó em xử lý tình huống là sao? Thì em mới bực quá, em không biết làm sao được, mà mình trong lòng đâu có nghĩ gì đâu. Lúc em cúp máy rồi em không nói câu gì, bảo chờ anh đấy. Mà không biết là em vào. Thì em mới bay ra đến 11:30 vào sân bay, thì em nhờ cô bé bạn cùng công ty và chỉ cho anh chỗ trọ của Yến. Thế là bắt đầu em mới tới cửa phòng, em mới gõ cửa, mở cửa ra nhìn em sững người luôn. Cũng hơi bất ngờ, là nghĩ là chắc là ngày mai rồi lại gọi làm lành thôi, chứ cũng không nghĩ là đứng trước mặt mình. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên á cũng sụp đổ chưa? Làm sao? Thứ nhất là lúc nghe điện thoại á, thì giọng ấm ấm trầm trầm nghe cũng tưởng tượng chắc một người đàn ông cao to đẹp trai. Đến khi gặp á thì trời ơi 53kg nè. Trời ơi ốm ơi là ốm, nói sao mà xấu dữ vậy nè. Nhưng mà rồi tiếp tục làm sao? À thì em nói thôi anh vô đây làm gì, thôi anh về đi. Trời đất ơi, em nghe xong cô đấy thì em mới bảo là thôi lấy làm tin anh nữa thì anh quay đi về. Tôi ra đầu hẻm với khoảng chừng 50 mét gì đấy, thế em nhận được tin nhắn. À, thôi anh vào đây trễ này rồi, anh quay lại đi nghỉ ngơi mà rồi tính sao tính hôm nay. Rồi thì hai bạn yêu nhau bao lâu? Được một tháng, yêu nhau được khoảng tháng, hơn tháng sau thì em bỏ hết công việc ngoài em chuyển vào trong này mà. Chịu ba mẹ có sốc không? Ba mẹ sốc. Rồi bà mẹ vợ em có sốc không? Cũng sốc được. Dạ mẹ em cũng ngạc nhiên là tại vì lúc đó mẹ em cũng muốn lấy chồng có điều kiện tí xíu. Mẹ em cũng làm mai cho em một cái anh Việt Kiều ở nước ngoài. Nhưng mà em nói là thôi mẹ ơi, có mình con xa xôi, con ở nước ngoài mấy năm con mới về một lần, thôi mẹ cho con lấy nước trong nước đi. Thỉnh thoảng con về con thăm mẹ. Cái mẹ mới nói tao không cần quan trọng, miễn sao mày sống sung sướng vui vẻ. Vui chưa? Dạ chưa. Vui công nhận là vui hả? Lý do? Dạ đến khi sau hôn nhân thì nó sụp đổ hoàn toàn. Rồi. Bây giờ em nói cái từ là sụp đổ hoàn toàn, vậy thì cái sụp đổ lớn nhất của em là gì? Dạ ngày xưa thì em biết ảnh á là một người cần cù làm việc nè. Thương là thương cái tính đó. Nhưng mà sau thời gian cưới cái về chơi game nè, hút thuốc nè, hút đêm nè, vợ thì có khi không thèm nhìn tới vợ luôn. Hai tháng trời, vợ chồng giống như là người dưng vậy đó. Ủa, sao vậy? Em cũng không biết nữa. Có phải do áp lực công việc không? Cũng không có gì đâu, bởi vì em cũng mới cưới mà, nên ra nó cũng lạ lắm. Cuộc sống hôn nhân nhiều khi nó cũng gò bó mà. Bởi trước kia mình sống độc thân một mình mà, nó thời gian đấy em lại bị bệnh nữa. Bệnh gì? Bệnh cường giáp ấy. Bị tuyến giáp ở đây phải không? Thâm ra người tay chân kiểu nó run. Và thâm ra cuộc sống vợ chồng nhiều khi nó không thuận. Có khi cần một tháng, hai tháng vợ chồng chẳng đụng nhau nữa. Lúc đấy thì cũng chưa có con đâu. Cái thời điểm mà lúc mà ảnh cứ như vậy á, dường như anh không đụng chạm tới em, lúc em suy nghĩ gì trong đầu? Lúc đó em suy nghĩ, em nói không biết là mình có bị cái gì hay không, hay là mình không có thu hút ảnh. Nói chung em cũng làm đủ biện pháp là cũng thay đổi đồng phục
các thứ rồi làm đủ thứ trò hết, cũng tối cũng rủ đi ngủ sớm rồi cái thứ, nhưng mà vô tác dụng. Vậy hả? Lúc em có hỏi ảnh tại sao không? Có, rồi anh hỏi, trả lời sao? Nói đâu có gì đâu. Sau khoảng chừng một năm thì em mới nói anh ơi, hay em thấy anh sống vậy hoài không được, hoặc là anh bỏ game, hoặc là anh bỏ vợ, anh muốn chọn một trong hai đi. Thì lúc đó cũng có mấy lần là đòi đưa đơn rồi đó, cuối cùng mà mới nói là thôi anh chọn em và mình làm lại từ đầu. Thì em nói rồi em cho anh cơ hội. Thì lúc đó em mới thấy ảnh bệnh nó cứ bủng rủng tay chân, xong rồi nửa đêm thì rung hết lẫy bảy người, giống như không điều khiển được mình. Bắt đầu tựa hết vào vai vợ, em phải chở anh đi đến bệnh viện cấp cứu nửa đêm. Như sau đó em về em mới nói anh ơi, em thấy mắt anh là lòi mừng cổ anh nữa. Cái xong mới rủ hay hai chồng mình qua trung tâm ung bướu đi, mình kiểm tra nếu mà có thì mình chữa bệnh, còn không có không vấn đề gì hết. Em vẫn thương anh, vẫn bình thường mà. Cái động viên mãi bắt đầu mới đi, mà em phải áp tải đó. Cả ngày đó em nghỉ làm, em quần quật ở bên bệnh viện với ảnh để khám tới cuối ngày thì ra cái bệnh là nó đã mấy năm rồi. Bác sĩ nói là khả năng điều trị thì phải 2 năm uống thuốc, và cái điều đầu tiên là phải bỏ thuốc lá. Lúc đó hút ngày 3 gói thuốc của trời ơi. Rồi bây giờ là ổn rồi đúng không? Dạ, bây giờ ổn rồi chị. Dạ, xong rồi là về là bỏ thuốc lá rồi, nhờ vậy bắt đầu mới có con được. Bây giờ là bé trai đấy nghe. Dạ, bé trai được 2 tuổi. Rồi là thỏa mãn rồi. Trong cái giai đoạn mà chồng em biết là bị bệnh á, thì có khi nào em nghĩ rằng là nếu như bị bệnh đó như vậy thì mình sẽ không có con, thì nó có phải là áp lực? Dạ, lúc đó em cũng có suy nghĩ, em cũng động viên với ảnh là em cũng biết là tâm lý của ảnh sợ không có con. Em mới nói là không sao đâu anh cứ điều trị bệnh đi, nếu mà trong trường hợp không có con mình xin cho con nuôi. Em không quan trọng cái chuyện là anh có hỗ trợ em có con hay không có con đâu, không vấn đề gì hết. Đó, em phải động viên ảnh. Thì lúc đó ông bà nội cứ ngày nào cũng gọi vào, sao hai vợ chồng bay có tin gì vui chưa? Nó dạ chưa, mà gọi thời gian dài á thì em phải chủ động em nói với ông bà, em nói là bố mẹ. Lúc đó em mới nói ảnh là bị bệnh, chứ lúc đầu thì hai vợ chồng cũng giấu bố mẹ. Dạ, vì biết là sợ ông bà lo. Giờ cho ông bà hạnh phúc sung sướng lắm rồi đúng không? Dạ, cho ông bà mừng lắm rồi. Thấy chồng em hiền hậu thì chắc không bao giờ nóng tính đâu ạ. Dạ không, cực nóng lên. Thì lần đó em đi làm việc với đối tác trên mấy cái tàu biển á, thì bữa đó sau vô tình á, cái anh đại phó đó mới về, ảnh lại không biết. Em lên em ký báo cáo thì ổng vỗ đùi em cái ảnh nói là đùi thon ghê. Cái mình mới bực mình, mình nói là anh, em không có thích như vậy, em với anh đó là công việc với nhau, không có nên vậy, em không thích. Cái lúc đó anh cũng có rượu rồi, anh mới nói là không sao, đâu có gì đâu. Cái xong chiều đó em về, em mới kể anh này nghe. Vô tình mình kể chơi thôi. Cái hôm sau mình đi làm, cái mấy người đồng nghiệp mới nói này là hồi Yến, tao thấy chồng mày ở đuôi tàu kìa. Em sững người, em đang ở đầu tàu. Em nói, ủa ông này ra đây chi ta, mà em đâu có dám lại. Em đứng xa thôi, em nhờ bạn em lại đó coi ông làm gì. Cái ông mới đi một mạch lên phòng đại phó. Cái em mới nói với ông trực ban trên tàu đó, em mới nói là anh quản lý, anh lên trên coi chồng em làm gì trở, lỡ có xảy ra chuyện gì á anh kéo ra giùm em. Bây giờ em lên đó em gặp em, có lẽ anh lên uống cà phê không? Em nghe em bực lắm, em lên tàu em vào phòng em mới bảo là xin lỗi, tôi là chồng của Yến, là làm giao nhận ở cái tàu này. Hôm qua nghe thấy bảo anh cũng có xúc phạm vợ tôi, thì anh nếu mà cần thiết thì anh lên bờ. Kia đây là chị em phụ nữ làm việc đàng hoàng công ty này, thì lần sau anh đừng có tay máy rồi là không có đụng chạm gì đến chị em ở công ty này nữa. Thế là ông nghe xong ông xin lỗi. Xin lỗi thì em mới bảo thế được rồi, anh em đàn ông hiểu nhau thế được rồi. Đây tôi nói cho anh hiểu thôi. Bây giờ tôi xin phép tôi về. Thế từ đấy giờ là cũng có đến. Từ đấy giờ là thôi đó. Dạ. Thấy con à, vợ em. Vợ em có ghen không? Vợ em có ấy. Có một lần thì em cũng chat Skype nói chuyện với khách hàng đối tác của em mà. Vừa chat thì vừa tập thể hình tập tạ ở nhà ấy mà. Thì cũng có qua lại mấy câu. Em chat xong thì em quên không tắt Skype luôn. Thế là vợ về đọc được, chẳng nói chuyện câu nào luôn. Hai người chat hỏi qua hỏi lại, anh nói em mà hỏi nữa em khen anh quá là em rớt tạ lên chân anh rồi. Đó, làm như vậy hả, máu của người nó sôi lên. Bảo là nếu mà từ công việc thì đâu cần phải đùa giỡn như vậy đâu. Cái xong nó anh thích ăn cơm thì ăn, anh làm đi, em không nấu cơm nữa. Cái xong cái em giận quá, em nói nằm đêm em mới suy nghĩ, em mới nói hay là ông này vẫn tính như ngày xưa ta, cũng lăng nhăng hay này kia nọ. Cái nằm nghĩ mãi hôm sau em mới viết cái đơn ly dị.
Em viết xong em ký rồi em để lên bàn đó em mới đi làm. Thực ra em nhìn thấy tờ đơn em mới cũng chạnh lòng ấy mà. Quay lại chuyện có gì đâu mà tự nhiên để cái đơn đi ta. Em không ký được khoảng 3-4 ngày đó. Thế bắt đầu em làm lành. Chị hiểu cái tâm trạng của em, giống như là mình bị tổn thương nhiều lần rồi đó. Yeah. Mà vẫn cứ không chịu bỏ cái tật đó đó. Yeah, thì không chịu khắc phục đó. Mà rất may là sau khi mà nhận được cái đơn đó thì chồng em vô cùng sáng suốt là không ký yeah. Cho nên bây giờ là hai bạn mới có cuộc sống hạnh phúc như thế này. Thế thì em bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em thì em muốn vợ em thay đổi cái nhất là tranh luận với nhau á. Chưa đâu đã nóng tính lên là bắt đầu quăng đồ lung tung vào. Đập đồ lên bàn ghế là mẻ hết trơn. Thế em có đập đồ không? Em không, chỉ có vợ em thôi. Cứ nóng lên là cái nào đập đồ. Nóng hơn đó là vì trong cái lúc á hai vợ chồng tranh luận, nếu mà anh không hài lòng chỗ nào thì anh nói, mà anh không nói mà anh lầm lì lì. Nhưng mà bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì nhất? Ban đêm đừng có hất khuy coi đá banh nữa. Em có làm được điều đó không? Dạ, em làm được điều đó không? Dạ. Rồi chồng em á muốn nóng bớt nóng này. Dạ. Đừng có đập đồ. Em biết không, thực ra là vậy. Chị tâm sự với rất nhiều các cặp vợ chồng á, thì cái nguyên nhân mà để cho người ta nóng nảy á, là do cái đối tác kia im lặng và bắt đối tác nọ đoán ý mình. Mà ai mà đoán nổi, không thể nào đoán ý nổi mình muốn cái gì. Thì bây giờ á, mình muốn cái gì, mình không muốn cái gì mình nói đi, cô yêu cầu vậy mà. Dạ. Thì em nói đi, đừng im lặng, im lặng nó đoán không nổi đâu. Dạ. Tại vì lớp lo con, lớp đi làm công việc về này kia nọ sao mà đoán nổi. Dạ. Đâu vậy như ngày xưa xong rồi mà chưa con chưa cái mà. Dạ. Đoán còn không nổi nữa, đừng nói bây giờ. Cho nên nó bây giờ cho vợ bớt nóng thì vậy em mới nói đi. Nói. Em không đồng ý em nói luôn. Dạ. Đó, đừng để bụng nữa. Dạ. Vậy là xong. Dạ. Rồi á, đừng có thức khuya lắm, vẫn được quyền coi đá banh đúng không? Dạ, đúng. Nhưng mà rồi. Đừng có khuya lắm coi thôi. Để đảm bảo sức khỏe cho mình. Dạ. Đúng không nè? Chung mà ổng mà không nghe mà cứ cúp này cúp nọ thì em làm cúp điện. Dạ. Rồi xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn anh chị đã cho mình sự quen.